chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Jogo Cuộc Sống Mỹ. Với mong muốn chia sẻ và khám phá những điều hay và mới lạ về nước Mỹ vĩ đại. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị và các bạn để kênh phát triển tốt hơn. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Bây giờ hãy cùng đồng hành với mình nhé! California, còn được người Việt gọi vắn tắt là Cali, là một tiểu bang ven biển phía tây của Hoa Kỳ. Không giống như một số tiểu bang khác ở Hoa Kỳ, California rất rộng lớn, với nhiều vùng khí hậu và đặc điểm địa lý riêng biệt. Trải rộng trên gần 424.000 km², California có 58 quận và 482 thành phố và thị trấn. Các thành phố ở California mà hầu hết ai cũng từng nghe qua có thể kể đến như Los Angeles, San Diego, San Francisco. Với hơn 38 triệu người, California chính là tiểu bang đông dân nhất cả nước. Được chia thành 3 khu vực Bắc, Trung và Nam California. California, Mỹ là một trong số ít những nơi trên thế giới có sự kết hợp của bãi biển và tuyết, sa mạc và đỉnh núi cao, và một số vùng đất nông nghiệp giàu có nhất trên thế giới. Tiểu bang California có các điểm cao nhất và thấp nhất ở vùng tiếp giáp Hoa Kỳ, núi Whitney cao 14.494 feet và lưu vực Bartow trong vườn quốc gia thung lũng chết 282 feet dưới mực nước biển, cũng như một số cây cao nhất và lâu đời nhất của đất nước. Khí hậu California được chia thành 4 mùa rõ rệt. Tuy nhiên, vì diện tích khá rộng lớn nên các thành phố của tiểu bang California có khí hậu khác nhau, vùng nào càng gần biển khí hậu càng dễ chịu. Nhưng nhìn chung, thời tiết ở đây khá ôn hòa và có thể coi là thiên đường nếu so sánh với các vùng đông bắc nước Mỹ. Vào thời điểm lạnh nhất trong năm, nhiệt độ trung bình ngày khoảng 14 độ C, trong khi buổi đêm sẽ giảm còn 1 độ C. Tháng nóng nhất trong năm là tháng 7, với nhiệt độ dao động từ 18 đến 34 độ. California là một tiểu bang nổi tiếng của nước Mỹ. Nơi đây có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Mình sẽ bật mí cho bạn những điều thú vị ấy ngay sau đây. California là nơi cửa hàng McDonald's đầu tiên được mở vào năm 1940. Là tiểu bang đầu tiên của Mỹ thành lập hệ thống sức khỏe theo dạng single payer. California có đến 7 trong số 10 thành phố bị ô nhiễm nặng nhất nước Mỹ, nhưng nguyên nhân ô nhiễm lại do tác động bên ngoài. Tiểu bang duy nhất của Mỹ có thể tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Miền Nam California có khoảng 10.000 trận động đất một năm. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 15 đến 20 trận động đất lớn hơn 4.0 độ Richter. California là nơi có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành công nghiệp công nghệ. Là nơi có nhiều trường đại học nhất nước Mỹ với khoảng 300 trường đại học và cao đẳng. Đâu là các thành phố ở California đáng sống nhất? Tiểu bang California có đến 4 thành phố được bình chọn là đáng sống nhất. Chúng ta sẽ cùng khám phá các thành phố ấy xem chúng có gì đặc biệt nhé. Los Angeles, nơi được mệnh danh là thành phố của những thiên thần, luôn là cái tên đáng tự hào của California. Los Angeles là địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới nhờ sở hữu Disneyland. Đại lộ danh vọng.
Đại lộ danh vọng Hollywood là một địa danh lịch sử bao gồm hơn 2.700 ngôi sao bằng đá cẩm thạch và đồng năm cánh được gắn trên vỉa hè dọc theo 15 dãy nhà của đại lộ Hollywood và 3 dãy nhà trên phố Vai ở Hollywood, California. Các ngôi sao là tượng đài cho thành tựu trong ngành giải trí, mang tên của nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sĩ, nhóm sân khấu, âm nhạc, nhân vật hư cấu và những người khác. Và Universal Studio. Cuộc sống ở thành phố này vô cùng xa hoa và nhộn nhịp, cực kỳ thích hợp cho những ai muốn hưởng thụ và thưởng thức những thú vui xa xỉ. Đây là nơi tập trung của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Tiffany và Co, Chanel, Prada, đồng thời cũng là nơi diễn ra hơn 50 lễ trao giải danh giá hàng năm diễn ra ở Hollywood. San Diego là thành phố lớn thứ hai ở California và đứng thứ 8 trên cả nước. Thành phố này là nơi tập hợp của lối kiến trúc hiện đại, đời sống phát triển và thị trường lao động vô cùng tiềm năng. San Diego là thành phố có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiều bãi biển nước xanh cát trắng. Đây là một trong các thành phố ở California có nhiều địa điểm du lịch vui chơi giải trí hấp dẫn của bang. San Francisco là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco. Đây là một trong những thành phố được yêu thích nhất ở nước Mỹ. Thành phố này nổi tiếng bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ với những làn sương mù, đồi dốc trùng điệp và kiến trúc đa dạng. San Jose là cách thành phố San Francisco 50 dặm về phía nam. Đây là thành phố nhiều năm liền được công nhận là thành phố an toàn của nước Mỹ. San Jose sở hữu thung lũng Silicon, nơi tập trung những tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới. Đó cũng là lý do vì sao tiểu bang này luôn nằm trong top những thành phố có thị trường việc làm hàng đầu. Đặc biệt, San Jose còn là một trong các thành phố ở California có đông đảo người Việt sinh sống. Đây là nơi tọa lạc của Little Sài Gòn, khu chợ người Việt rất nổi tiếng ở Mỹ. Các địa danh du lịch nổi tiếng ở tiểu bang California đến với bang California, Mỹ, bạn không nên bỏ lỡ những địa danh du lịch nổi tiếng của tiểu bang này. Đó là vùng vịnh San Francisco. San Francisco nổi tiếng với các bãi biển đẹp tuyệt vời, nền văn hóa đa dạng và những địa điểm du lịch nổi tiếng. Có thể kể đến như cầu cổng vàng Golden Gate, đảo Alcatraz, phố người Hoa Chinatown, Disneyland, một trong những điểm du lịch tuyệt vời ở Nam California dành cho các gia đình có trẻ em chắc chắn sẽ là Disneyland. Đây là công viên giải trí nổi tiếng này nằm ở N2. Tập trung vào các điểm tham quan theo chủ đề của Disney, công viên bao gồm 8 vùng đất có chủ đề khác nhau. Chẳng hạn như Toontown của Mickey, Adventureland và Fantasyland. Vườn quốc gia Yosemite, được ví như một kiệt tác được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên, vườn quốc gia Yosemite là địa điểm tham quan tuyệt đẹp cực kỳ nổi tiếng ở California. Đây là điểm đến tuyệt vời dành cho các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Điểm nổi bật nhất của Yosemite là thác Yosemite, thác nước đầy ấn tượng cao hơn 2.000 feet. Các khu vực khác của vườn quốc gia Yosemite cũng vô cùng tuyệt đẹp. Từ các đồng cỏ xanh rộng lớn cho đến các cây rừng sequoia khổng lồ. Vườn quốc gia còn có sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc với hơn 400 loài động vật khác nhau. Hồ Tahoe được bao quanh bởi các ngọn núi phủ tuyết. Hồ Tahoe có quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trong lành và rất yên bình. Hồ Tahoe có nước màu ngọc bích rực rỡ với cảnh quan nguyên sơ bao quanh. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tham gia các hoạt động ngoài trời, như đi bộ đường dài, leo núi, treo thuyền, tắm nắng nếu đến đây vào mùa hè và có thể trượt tuyết vào mùa đông.
Thung lũng chết sở dĩ được gọi với cái tên thung lũng chết vì vào thế kỷ 19, có rất nhiều đoàn thám hiểm cố gắng đi qua thung lũng này nhưng đều có chung một kết cục: không một ai sống sót. Ngoài ra, thung lũng chết còn chứa đựng những bí hiểm về sự di chuyển của những tảng đá và vệt đường đi của chúng trên cát. Chính vì những điều chưa được lý giải cộng với cảnh quan sa mạc độc đáo mà nơi đây đã thu hút rất nhiều khách tới tham quan. Thung lũng chết là nơi nóng nhất, khô nhất và thấp nhất trên trái đất, vì vậy nó đáng để ghé thăm khi bạn thực hiện một chuyến du lịch ở California. Thung lũng chết chứa một số kiểu địa hình khắc nghiệt nhất Cali, với nhiệt độ cực cao trên khu vực sa mạc. Các cánh đồng muối, đất khô cằn, cồn cát núi và hồ nước nằm dưới mực nước biển tạo nên một cảnh quan độc đáo ở thung lũng xa xôi này. Mặc dù được coi là nơi khô cằn nhất và thấp nhất ở Bắc Mỹ, nhưng thung lũng chết lại cung cấp một loạt các hoạt động ngoài trời, di tích lịch sử và thiên nhiên. Từ những ngọn núi phủ đầy tuyết đến đụn cát đầy màu sắc, phong cảnh sa mạc độc đáo của thung lũng chết không giống như bất kỳ nơi nào khác của Cali. Các điểm tham quan phổ biến bao gồm khung cảnh tuyệt đẹp của Zabris Point, các di tích lịch sử lâu đời như lâu đài Scotty, lò than White Rose, tàn tích của các thị trấn Ma. Santa Barbara là một thành phố ven biển nằm cách Los Angeles khoảng 150 km. Thành phố này đôi khi được gọi là Riviera của Mỹ, là nơi nổi tiếng với nhiệt độ mát mẻ và kiến trúc truyền thống. Santa Barbara là một thị trấn lịch sử, ngập tràn nét quyến rũ của thế giới cổ. Bạn có thể chiêm ngưỡng những di sản kiến trúc Tây Ban Nha nổi bật của thành phố tại Casa del Herrero, nhà hát Granada. Santa Barbara còn là một nơi để thư giãn và nuông chiều bản thân bởi những bãi biển đầy cám dỗ. Các hoạt động du lịch khác có thể tìm thấy như leo núi, đi bộ đường dài, đi xe đạp. Thung lũng Napa, nếu bạn yêu thích rượu vang, đừng quên ghé qua thung lũng Napa. Rượu vang Napa Valley là loại vang nổi tiếng nhất ở Mỹ với những dòng vang như Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot. Tới đây, ngoài tour tham quan nhà máy sản xuất rượu vang, bạn cũng có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí khác như bay khinh khí cầu. Big Sur nằm dọc theo bờ biển trung tâm của Cali. Big Sur là một khu vực bờ biển tuyệt đẹp mang đến cơ hội cảm nhận tự nhiên cho du khách. Big Sur có chiều dài khoảng 145 km nằm giữa Monterey Bay và San Simeon. Đường cao tốc Pacific Coast được xây dựng cách đây khoảng 100 năm là con đường chính chạy qua khu vực và được đánh giá là điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Big Sur. Hiện tại Big Sur là điểm thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách đến đây không chỉ để đi trên con đường ngắm cảnh tận hưởng bãi biển mà còn tìm kiếm các phòng trưng bày nghệ thuật và công viên xanh rộng lớn. Pfeiffer Big Sur và Garapata State Park là hai khu vực tham quan chính mà du khách lựa chọn khi ghé thăm Big Sur. Công viên núi lửa Lassen. Núi lửa Lassen có độ cao 10.457 feet, được xem là một điểm đến thú vị cho khách du lịch Cali. Khi đến công viên núi lửa Lassen, bạn sẽ được trải nghiệm suối nước nóng, hồ nước, rừng cây, các con đường tản bộ lãng mạn trong rừng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm những hoạt động nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên như thế? Lâu đài Hearst là một trong những điểm du lịch của California được xây dựng bởi ông trùm nghề báo có tên là William Randolph Hearst. Mục đích chính xây dựng lâu đài này là công trình lưu trữ bộ sưu tập nghệ thuật đặc sắc. Kiến trúc của lâu đài là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển lẫn đương đại. Lâu đài có rạp chiếu phim, bể bơi, 19 phòng họp, 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, sở hữu khu vườn lên đến 127 mẫu Anh cùng một vườn thú tư nhân. Khi đến đây bạn có thể chiêm ngưỡng sự cổ kính của lâu đài và tham quan khu vườn rộng lớn. Chắc chắn nơi đây sẽ mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho bạn đấy. Vườn quốc gia Sequoia tiếp giáp với vườn quốc gia King Canyon ở dãy núi Sierra Nevada phía nam California.
nó được biết đến với những cây sequoia khổng lồ, đặc biệt là cây General Sherman thống trị khu rừng khổng lồ. Hang pha lê dưới lòng đất có các dòng suối và khối đá nổi bật. Morro Rock là mái vòm bằng đá granite có tầm nhìn bao quát ra công viên. Gần đó là cây đường hầm, một cây bị đốn hạ để làm đường. Ý kiến của bạn thế nào? Hãy cho mình biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Và các bạn đừng quên like, subscribe và share để ủng hộ tinh thần của Zogo để có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Và nhận được những thông tin, video mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye!